Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp, ngày chính lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đầu giờ sáng, mặc dù thời tiết không thuận lợi, có mưa phùn nhẹ, nhưng tại các chợ dân sinh và những điểm bán mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo đã thu hút đông người dân tham gia mua sắm. Đánh giá chung, một số mặt hàng cá chép, vàng mã, hoa quả tươi, thực phẩm tươi sống để phục vụ mâm cỗ cúng khá dồi dào, phong phú với giá cả ổn định. Tôi thấy năm nay thời tiết thì không ủng hộ lắm, nhưng mà tinh thần của người dân thì cũng rất là chu toàn, chu đáo, mua sắm cũng rất là tấp nập. Giá cả năm nay thì cũng phải chăng, cũng như là mọi năm. Cúng Công Táo thì phải mua đầy đủ hơn hoa quả rồi cá chép, bánh chưng, xôi, chè, rồi một ống gà. Hàng hóa bây giờ thì đầy đủ tất cả các loại, thế giá cả nó cũng phù hợp. Điểm đáng lưu ý trên thị trường, tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng thủy hải sản đã thực hiện chương trình tri ân người tiêu dùng bằng hình thức bán cá chép vàng với giá thấp kết hợp với trao tặng. Khách mua hàng hoặc khách không mua hàng đến đây em tặng. Ví dụ như là khách mà người ta giả cho mấy nghìn được, không quan trọng. Ví dụ như là những cái hàng đấy là hàng người ta về cúng thì đa phần người ta để lại một chút gọi là lộc vía cho người mua hàng, người bán hàng. Ví dụ 1.000, 2.000, 3.000 đều được hết. Trung bình là cứ 1.000 một con. Mà nếu mà khách nào bảo cho tặng cô thì cũng em đều tặng hết mà. Cúng ông Công ông Táo là một phong tục tín ngưỡng lâu đời của người Việt với mong muốn cho gia đình được nhiều may mắn. Năm nay nhiều gia đình đã thực hiện cúng ông Công ông Táo sớm. Tại các sông hồ trên địa bàn thành phố Hải Dương, công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương đã bố trí các thùng rác tại nhiều điểm thả cá, giúp người dân ý thức hơn trong bảo vệ môi trường. Thế mà cá thì mọi người cứ tiện tay là vứt túi lông xuống luôn. Nhưng mà năm nay mọi người, các cơ quan chức năng để thùng rác ở đây thì là người dân có ý thức hơn là vứt túi vào trong thùng rác. Rất thuận lợi. Trước thì có 1-2 thùng, lần này nhiều. Các nhà chức trách là có cái thùng rác đây để cho là những người dân là đi thả cá là mỗi người có một cái ý thức của mình để cho bảo vệ môi trường cho nó sạch đẹp. Tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân thả cá, thả luôn cả túi ni lông xuống sông hồ, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của dân tộc. Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo lễ vật, mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường để phong tục truyền thống không chỉ được giữ gìn và phát triển thành nét đẹp văn hóa.